thái tử đệ tam nhi phong tôn thần mình con lớn thái tử đệ tam nhi phong tôn thần cổ đành lặn lặn xa linh linh từ sống suy suy bên nhì hôm nhì chiều dù linh linh nhì bốn phương có phè tuần thu sông thương sợ về tình nhì bắc bắc qua xa nhì sông lục lục bầu
Linh còn ghi đến là
lại sang thành tích hoạt đội ta thực định chung quân ngày 24 tháng 6 hạ tuần khắp miền trung nam bắc muôn dân về đảo. Về đồ quốc thái sân an khâm khâm thừa sắc chỉ vua ban lệnh truyền vua bắc hải người kiểm chi các xong rồi đang vân vân sao quan giao chớ dọc ngang tuần lành đồ nơi quán đi trải giác khi đến ngàn hoàn xuống hiền lại giác từ vì địa xanh ngang đến thơ quan tán tín hiệu vàng lòng nó mô 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 thạch bàn 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 ít khó nghĩ khóa tất thì khóa tất thì xa lâu đài điện cát dẫn nước về khỏi quốc hôn khi chuyên quân lấy ngọc lý đúng đúng dâng nước phép thì không ai ta quán qua đạn giáng sông tháo sông thang kéo quân về người lòng ngã ba xanh khi vui xưa đã đàn át tập tập tành khi ngân ngân phúc lúc đàn trái trái chơi chúng ta
chốn nơi quê nhà Ninh Giang, chốn nơi quê nhà danh lam cổ tích một tòa một tòa
Sinh từ vì đời
cho yêu đạo vua tôi. Chữ chung, chữ yêu, chữ tình, trong ba chữ ấy quán tuần phân danh tỏ tường. Chữ chung với ước là hơn, chữ yêu quan không bỏ, chữ tình thương không phải mờ. Tiếng nước xanh tung hoành rụng hương, cảnh cảnh non bồng nước đường bồng bồng bồng. Khi vui bạt chút ba 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 loan tiệc ngọc xuống bầy người xương ca. Chắc sáng ngự lên sập không đồng. Hãy
sáng lưu âm nhi khuôn phù đệ tử người phân nước bèn. Quan tuần độ cho, quan tuần độ cho tới nguyện thứ mười, con cháu cháu đời đời được yên lành. Sâu lùng tâm hương bóng trong trầm ngầm quý hương ngã nó. Đến kia bản thí hạng sơn mưa, bên đây đỉnh sâu lùng khói hương ngạt ngào. Ôi đến thờ trên đỉnh non thank you.
trước không đồng đồng. Quang 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 qu
cực đáy dõi viên nhà đào lê chiều tha tổ Oh,
sóc sạc nước chiều để bàn công dược sâu người trở lại sơn dung đi à. Sông vùng 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 mò mã nước tự tài dậy gặp năm tân xa sai.
hương đèn. Chim ơi vườn hót không reo, dưới khe nước chảy xa chiều nghiêng trăng lờ thờ mây mây móc nhà sàn. Thank you.
ở
ông ơi bảy hoàng thực định xuân quân ý. Phong hoa
dâng cầu thiên bảo nghi xuống xuống lời phong xuống chén đồ xuống chén trà lòng tay sắc bình bình ngọc ca ca tàn tiên nhiên sắc đông xem vàng thiên tượng kim bàn trà ô long thiên nhiên tượng kim bàn cầu lớn long thành hương mỹ vị ngọt bùi đủ kinh a sân ngọt mỹ bùi kinh tình lúc say hoàng
đồ ai biết được. Hương thơm khói tỏa ngút rơi mây. Say cùng Tây Nguyên, say câu kim mi côi. Ông say chuyện hàng ngày. Ông bảy nhăn ai lên đất nghỉ a ô hà bảo hà nể phong phong hiền nghỉ đỏ đỏ là thiên thiên cảnh thân thân tí chạm linh nghĩ a ô tình tình nhớ tình tình nhớ ông gặp lần ba tiên xa tiên xa ô tiên nó gặp lần ba tiên na tình nhớ ô tiên nó gặp lần ba
lệnh sai. Thầm các cô tiên hàng, cô nào việc ấy mau mau sửa sang xa đúng tiền cô được cả dần dần nghi nước trà bầu. Thế là vừa ý ông bằng gần đầu phố cố phát khen. Nghi tiền bằng vàng, dâng hộp thuốc tiến đi cô nàng bà, dâng hộp thuốc nghi thế là vừa ý bầy hoàng trên đất sơn lâm. Dâng kẹo bánh nguyên tiến đi hôn nàng nằm, dâng kẹo bánh nguyên kẹo xìu thuốc lá trên cành tiến nai say nhớ tình. Đây đàn thông tiên đi cô đàn bầy, đây không đàn thông nghi miền ca tay múa đàn âm nghe nó tay cô dài suốt sông thật là khéo tay. Nhiều điều ai tay biết cô lường chính nghi, nhiều điều có ai tay riêng cô sập sập một đôi. Ấm tiên mình ngọc đôi tay là sân mê lê. Cô bé mười hai là cô bé tân an đi, mười hai các cô tổ nữ cổ già đôi bề ngọc gió xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu số chân giám nghi lão ông chép biên nghi ghế họ ông nghi hiếu thuần thảo tu nhân tình đức ông bảy chép biên cho thọ chính mình. Chỉ điện hai người không mà trước thời sau đổi nhầm ông nghe xa chi đâu sợ quyền ông cho được như ý sợ ông cho được phòng tâm chữ chữ phúc để hòa cân đừng có ai tròn vẹn luôn phần nhì chữ tâm kia mà đã mất ông bảy cầm cầm sao cho bằng mà thoát